Hello cả nhà ơi, xin chúc cả nhà mình nha được vui vẻ nha, hạnh phúc, cười tươi nha cả nhà. My lovely friends, for a new day, I wish you happy, stay healthy, happy happy. Today is my Tico go get shot again. This shot is number 6 already. I think his last shot. Tico, cả nhà ơi, hôm nay chắc con của Tina nha, được 4 tháng rồi nha cả nhà. Đây đi chích thuốc nữa nè, chích lần này là lần thứ 6 rồi nha, 6 mũi rồi đó. Là có chắc là chót rồi đó, hết rồi đó, hết chích nữa quá. Mũi này là mũi thứ 6 rồi. Đó, phe cả nhà nha, 4 tháng rồi nè. Say hi, Chico. Cả nhà ơi, phòng này dễ thương quá. My friend is so cute, Animal Hospital. My Tico is 4 months old already. 4 months. 4 months. Hi Chico. Hi. Hi Chico. Chico, Chico, come here. Here we go. Here we go. Cái là tay Chico nè. Cái tay. Here we go. Cái nhà ơi. Rồi cái lên tay Chico. Cái Clean, clean Chico ear. Clean Chico ear. Chico ơi, cả nhà ơi, Chico hôm nay đi chích thuốc là để được đi ra đường nè, được đi đi chơi xa nè. Chứ nếu không á hả là Chico chưa được đi xa, chưa được đi ra đường nhiều, tại vì sợ nhiễm trùng á. Nó sợ nhiễm trùng mấy con chó khác lớn hơn đó, cho nên là bên này người ta kỹ lắm, phải chích cho đúng thuốc để đi ra đường chơi không sợ, rồi để mai mốt cho Chico đi tập thể thao thể dục không có sợ bị nhiễm, rồi Chico có thể đi gặp bạn của Chico là giống như gặp mấy con chó khác là bạn của Chico, thì Chico phải đi làm bạn, rồi Chico phải đi học nữa nè. Thì cầu hư lắm, thì cầu cắn rồi thì cầu cắn dép rồi thì cầu quậy nữa, cho nên là chích thuốc đầy đủ hết rồi á, là phải cho thi cầu đi trường học để người ta dạy thi cầu phải ngoan lợi nè. Nó my friends, today is the last shot, so Chico allowed to go out, you know, so he will be near his friends. He going to work out, exercise, he going to gym. He going to meet new friends. He go to the trainer. Chico's be bad all the time. He always be bad. He bite. He park. He chewing shoe, table. He's being bad. Chico. Chico, 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 Chico. Hi, Chico. Hi. So cute. So cute.
So cute. Tico, so cute. It's so cute. Hospital. Look, all the animal. Wow. A lot of snake. Turtle. Cat. Hello there, little baby. This is Tico Nurse. Cái nhà ơi, đây y tá của Tico đây. Yeah. Say hi. Hi, say hi. That is Tico Nurse. Cái nhà ở đây là y tá của Tico đó nha. Okay, so what brings your baby? Hi Tico. Say hi Tico. Cả nhà ơi, Tico đang khám đây. Đó, see? My friends Tico are taking the exam right now. There you go. Hi, hi, hi. He's so cute, man. Thank you so much. Tico, Tico, you on TV, Tico. Here you go. Okay, you want me to hold him? Yes. Yes? Yes. Okay. You let me know when you want me to hold him. Okay, now. Now? Ah! This is Tico Doctor. How are you, man? Hi, hello. Nhà ơi, bác sĩ của Tico đây. How's your baby doing? Good, he's good. He is come good. Here. Tico, come out. Come on, go see scared. Your doctor. Don't be scared. Nhà ơi, come đây here. Là bác sĩ của oh, Tico nha. Đó. Come on, get him, man. Yeah. Come here, baby. Tico sit and waiting for shot. Cả nhà ơi, Tico bắt đầu sợ rồi, sợ chích rồi. Ngồi đây chờ đợi Tico sợ chích rồi cả nhà ơi. Oh, oh. Say hi. Oh, thank you. We'll be right in. Thank you very much. Tico, girl, look what you got. Right here, Tico. Tico heard the dog outside barking. He's listening. Cả nhà ơi, Tico nghe chó ở bên ngoài sủa. Tico bên này trong này ngồi lắng nghe. Tico khôn lắm nghe cả nhà ơi. Tico. Tí
Mexico. Chico, hi. Hi, Chico. Cái nhà ơi, Chico vừa ngủ rồi. Giờ này là giờ Chico bắt đầu ngủ đây. My friends, time for Chico taking nap right now. So, he's going to take nap waiting for the doctor come in. Nhà ơi, Chico giờ bắt đầu ngủ nha. Ngủ chút, đợi doctor vô. Đợi bác sĩ vô.